Xin chào tất cả mọi người. Nhanh thật đấy, mới đấy mà đã là nửa tháng 1 rồi. Và ngày 15 tháng 1 thì cũng là ngày mà Shopee sale lớn đấy các bạn ạ. Ngày mai shop mình cũng sẽ có một chương trình sale nho nhỏ. Sẽ sale rất nhiều sản phẩm trong shop với giá vô cùng rẻ luôn. Và đặc biệt là các bạn còn được mã free ship nữa đấy. Nên là các bạn hãy nhanh tay vào Shopee của shop và thêm những món mà các bạn yêu thích vào giỏ. Mẹ ơi con nghe, hình như ở cuối phố có ai cãi nhau, hòa trong tiếng pháo ồn ào. Vài đứa lăn trăn lại gây thêm chuyện pha phanh mấy người hàng xóm, mà sao nhăn nhóm còn cào. Mùa xuân đến rồi, này cô chú anh chị ơi, dặn nhau làm chi ngày năm mới. Một năm để chi lại ghé thăm một lần làm phi, chấp nhau để làm gì. Xuân đến với mọi nhà, chuyện cũ mình bỏ qua qua, tới đây cùng cười lên ha ha, cho đời thêm ngàn vạn câu ca, mừng xuân đến với mọi nhà. Đường đông vui tràn ngập bao tiếng ca, xuân năm nay đã đến rồi em ơi. Xuân đến rồi. Người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua, xuân niềm vui về khắp bên mọi nhà. Xuân năm nay đến, bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Hoa mai đua sắc, cùng rạo rực đón xuân, hy vọng một năm mới luôn bình an. Mẹ nấu bánh trưng xanh, là gió khẽ lay đưa, một tiếng múa lân vàng, cùng chen thích về chưa. Đàn cháu chúc ông bà nhiều sức khỏe vui tươi, đồng ấm cứ đông đầy, cùng nhau chào xuân đến bên ta. Tỷ lệ giao thành công thấp 33%. Nhận được đơn này mình bối rối quá mọi người. Mình nghĩ đơn này kiểu gì cũng bị bom thôi. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, vẫn phải gói hàng cho khách. Có đơn thì đáng lẽ phải vui, nhưng mà tim mình đập bịt 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 luôn á mọi người. Lúc trước thì mình không định quay cái đơn này đâu, nhưng mà mình tự dưng nghĩ lại là quay đi lỡ lại có điều kỳ sự xảy ra thì có cái mà kể cho mọi người đúng không? Và điều kỳ diệu xảy ra là bà đánh ngân hàng các bạn ơi. Những câu chuyện khó hiểu của các đơn vị vận chuyển ở trên Shopee. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình mới rảnh để lên đây lồng tiếng và kể chuyện cho mọi người nghe đây này. Đợt cuối năm này giao hàng đã khó mà còn gặp nhiều chuyện.
khó hiểu nữa các bạn ạ. Shipper chưa giao hàng cho khách, nhưng trên app lại báo là đã giao hàng thành công. Trường hợp tệ hơn đó là bạn khách chưa nhận được cuộc gọi nào của shipper thì đã bị hoàn hàng về. Bạn ấy thì buồn vì mất công săn sale mà không nhận được hàng. Còn shop thì buồn vì ra Tết sẽ phải nhận một cục hàng hoàn. Nghĩ đến mà thấy buồn hết cả người các bạn ạ. Hello, những ngày bình thường mới của mọi người như thế nào rồi? Cuối cùng thì sau những chuỗi ngày dài đóng cửa thì hôm nay mình đã được làm video gói hàng. Bé khách quen đặt khá là nhiều và có kèm luôn cả hai mẫu sticker mới của tiệm nữa. Bật mí là cuối tháng này có nhiều thứ mới và hay ho nữa đó. Hiện tại thì tiệm mình chỉ mở bán trên Shopee và Lazada thôi vì tình hình vận chuyển vẫn còn khá là ùn ứ và chậm chạp. Nếu bạn có xem đến đây thì nhớ ghé Lazada của tiệm để săn sale nha. Hôm nay đang có rất là nhiều sản phẩm được sale với giá hời đó. Bé khách này thì đã ủng hộ tiệm rất nhiều lần, nhưng mà không có lần nào bé yêu cầu mình quay video cả. Nên đơn hàng lần này mình quyết định là sẽ gửi tặng cho bé mẫu thử của hai sản phẩm mới sẽ ra mắt vào cuối tháng này. Mong là sẽ có cơ hội làm nhiều video gói hàng cho mọi người xem. Bye bye!